Điều đặc biệt để cây trà là được săn lùng nhiều đến như vậy là cây tạo cảnh quan rất là đẹp, cho trái có giá trị dinh dưỡng rất là cao. Và bên cạnh em là cây trà là cấy mô 1,5 tuổi nha các anh chị, được nhập trực tiếp từ đất nước Iran và có giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ rõ ràng như các anh chị đã thấy trên tay em đây ạ. Cây này bên nhà vườn thì được chăm sóc rất là kỹ và cũng rất phù hợp với khí hậu của Việt Nam mình, cho nên các anh chị mình yên tâm là cây rất là dễ trồng nè, sinh trưởng tốt, chỉ cần trồng 3 năm là cây bắt đầu cho trái rồi nha. Trái thì có vỏ mỏng, mọng nước, vị ngọt thanh, ăn khá là lạ miệng nhưng cực kỳ ngon nha các anh chị. Quả trà là mình có thể ăn tươi trực tiếp khi vừa hái từ trên cây nè, hoặc là mình dùng sấy khô làm mứt thì đều được. Ở nhà vườn Khánh Võ thì có rất là nhiều size, nhiều kích cỡ cho các anh chị lựa chọn.